Ông Phật tử nữa hỏi: Con kính bạch thầy, con có cháu ngoại là con trai sinh năm 2004. Năm cháu học lớp 6, cháu có duyên lành tham gia khóa tu mùa hè tại Thiền viện Tây Thiên và cháu đã được quy Tam Bảo. Sau đó ở nhà cháu đã mấy lần lấy trộm tiền của bố mẹ và mấy lần con thấy tiền đặt trên ban thờ cứ bị rút trộm dần, cũng nghi cháu lấy. Từ khi cháu học lớp 9 đến nay, đang học lớp 12, cháu không lấy trộm tiền nữa. Cháu học giỏi, biết giúp nhiều việc nhà và đôi khi cùng bà tới chùa lễ Phật. Vì con lo cháu sẽ bị quả báo xấu vì tội ăn trộm, nên con xin quý thầy lời dạy cháu phải sám hối tu tập thế nào để chuyển hóa tội lỗi trên. Con xin chiên công đức thầy A-di-đà Phật. Cái này nó rất tế nhị. Nếu mà chúng ta không khéo, tự nhiên lại cái tuổi của các cháu thì nó đang rất là nhạy cảm. Có thể trước đây cháu nó lấy không ai nhìn thấy, mình chỉ nghi ngờ thôi, hoặc là mình nhìn thấy nhưng mà ta không nói từ trước rồi. Bây giờ điều quan trọng lúc đó cháu nó mới học lớp 6, bây giờ nó học lớp 9, thậm chí lên lớp 12 đây rồi. Cháu nó không còn là lấy trộm tiền nữa mà cháu bây giờ nó chịu khó học hành giỏi rồi. Những cái đó gì? Trong nhà Phật gọi là như thảo phú địa. Tức là như gì? Như lấy cỏ để trải lên trên cái lớp đất gì? Lớp đất bùn, đất ướt, đất bẩn kia để người không nhìn thấy cái bẩn nữa mà nhìn thấy cái đẹp ở trên vậy. Đừng có khơi lại những cái gì quá khứ, tội lỗi của cháu nữa. Quan trọng nhất bây giờ cháu nhà mình nó tốt rồi. Nó không trộm cắp nữa mà gì? Nó ý thức, nó học giỏi rồi. Đừng có bao giờ khơi lại cái đó nữa. Hướng thiện cho con này. Cho cháu thỉnh thoảng cháu đi chùa, thỉnh thoảng cháu gì phóng sinh, thỉnh thoảng cháu biết đến gì đến cúng dường Tam Bảo. Ví dụ là các cháu chưa làm gì ra tiền gì, mình cho cháu gì một vài trăm, 500, 1 triệu, bảo các cháu nó đi đem nó đến cúng dường hoặc đi làm cái gì đó, tiền mình đưa cho cháu hoặc bố mẹ cháu cho cháu, để cháu gì cháu đến chùa cho cúng dường hoặc là cháu phóng sinh cúng dường, in ấn tống kinh sách hoặc cúng dường tôn tượng, làm chùa tô tượng đúc chuông vân vân. Có nghĩa mình tạo cái duyên đó cho các con các cháu của mình, chứ không đả động gì đến cái chuyện mày phải sám hối đi, rồi mày trước kia mày ăn trộm ăn cắp, bây giờ mày sám hối đi. Nói như thế không may mà bạn bè nó biết được, bạn bè nó lại nói nó là cái đứa ăn trộm ăn cắp các thứ, nó khùng lên thì chết toi luôn, mất hẳn, có khi lại mất con mất cháu. Cho nên xử lý các công việc mà chúng ta không khéo léo là chúng ta gì, chúng ta giết con giết cháu của mình đấy. Cho nên trường hợp Phật tử này hỏi câu này thì khuyên là gì? Như thảo phú địa, như trong giới luật nhà Phật, phải như thảo phú địa. Điều quan trọng bây giờ cháu mình nó không trộm cắp nữa, mà nó là gì? Chăm chỉ học hành, lại còn đi chùa với bà nữa. Tốt. Coi như cái việc xấu trước đây mình không biết, không nói tới, nhưng mình hướng cho gì? Cho các cháu biết làm những việc thiện trong tương lai, từ giờ cho đến lâu dài về sau. Đấy mới là cái người bà khôn, đấy mới là người gì, người dạy con đó, dạy cháu thì chuẩn mực. Đó, mình tìm cách để khuyên cho các con đó, biết bố thí, biết cúng dường, biết phóng sinh, biết tu phúc, không nhắc nhở gì đến cái chuyện kia. Đấy. Nói về công đức, tu phúc, cúng dường vân vân. Còn mọi cái lúc mình khấn nguyện Tam Bảo thì mình sám hối thay cho cháu nó cũng được, không sao. Đấy, cái này nó rất tế nhị trong cuộc sống như thế.